Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, xem tử vi chọn đời giúp chúng ta biết được vận hạn cuộc đời từ khi sinh ra cho tới khi kết thúc và từ tổng quát tới khi chi tiết từng năm. Bạn sẽ biết tiền vận, trung vận, hậu vận của mình ra sao, công danh, sự nghiệp, sức khỏe và tình cảm như thế nào để có thể cẩn trọng hơn trong những năm mà vận đen, đeo bám, xui xẻo và bung lụa trong những năm mà may mắn gõ cửa. Và ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, năm Mạng. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem. Gia chủ sinh năm 1994, nam mạng, có cung mệnh thuộc cung chấn trực kiên, mạng sơn đầu hỏa, lửa trên núi, khắc sai trung kim, con nhà xích đế cô quạnh, xương con chó, tướng tinh con ngựa, ông quan đế độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nam mạng Giáp Tuất qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, tuổi cùng với mạng thuận hòa tương sinh. Nếu sinh xuân hạ thời mừng, có quyền có chức thanh nhàn tấm thân. Thu đông là lỗi số ta, giàu có cũng cực, nghèo thì bơ vơ. Vận hạnh thì ở hạn sau, tự nhiên phức lộc theo nhau tới lần. Tuổi này, thuở nhỏ chẳng ăn, tật bệnh, đau ốm liên miên tối ngày. Tâm tánh sáng giả rất hay, nghề nào cũng biết, ít ai dám bì. Giáp Tuất có chí làm nên, quyền tước khá lớn, vững bền, an thân. Tổng quan, Giáp Tuất là những người chăm chỉ, thật thà và rất trung thành. Bởi vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm ở mọi vị trí công việc quan trọng. Với con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, tuổi Tuất lường trước được mọi sự nguy hiểm ở trước mắt, từ đó cảnh báo cho mọi người và tìm ra con đường đi đúng đắn cho mình. Dù thông minh, nhanh nhạy là vậy, nhưng thời trẻ, tuổi Giáp Tuất ít có cơ hội tốt để phát triển công việc, khẳng định bản thân. Họ phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là cả nguy hiểm mới có thể giữ vững sự nghiệp. Chỉ khi kết duyên, lập gia đình, công việc và cuộc sống của họ mới ổn định, suôn sẻ hơn. Giáp Tuất may mắn tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp. Không những gia đình được chăm lo chu đáo mà sự nghiệp của Giáp Tuất cũng thuận lợi hơn vì có thêm trợ thủ đắc lực. Tuổi 34 trở đi, mọi thứ từ việc làm ăn đến cuộc sống gia đình đều gặp may mắn thuận lợi, không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Tình duyên, Giáp Tuất hiếm khi rung động với những mối quan hệ mới gặp gỡ, quen biết. Tình yêu của họ sẽ tiến triển tốt đẹp nếu như cả hai có nhiều thời gian tìm hiểu và gắn bó với nhau. Khi yêu, Giáp Tuất luôn là người tình lý tưởng, vừa lãng mạn vừa trung tình. Tuổi Giáp Tuất sinh tháng 2, 3, 9 âm lịch, phải trải qua nhiều lần thay đổi tình cảm, họ mới có thể tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Dù có phải trải qua những lần thất bại trong tình yêu, nhưng Giáp Tuất vẫn luôn tin tưởng và yêu hết mình, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đổi lấy sự vui vẻ của đối phương. Tuổi Giáp Tuất sinh vào tháng 4, 6, 7, 8 và 10 âm lịch. Tìm kiếm tình yêu không phải mục đích quan trọng nhất trong cuộc đời của những người này, bởi vậy hiếm khi dành thời gian hẹn hò, xây dựng tình cảm với một ai đó. Tuổi Giáp Tuất sinh tháng kể trên quan niệm rằng mỗi người đều có một tình yêu đích thực của cuộc đời mình, đó là số mệnh, cứ vui vẻ chờ đợi, người đó sẽ xuất hiện. Tuổi Giáp Tuất sinh tháng 1, 5 và 12 âm lịch, sớm tìm được mối nhân duyên tâm đầu ý hợp, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Sinh vào những tháng trên, tuổi Giáp Tuất sẽ có tình duyên thuận lợi, như ý. Gia đạo, công danh. Thời trẻ, tuổi Tuất thích khám phá nhiều điều mới mẻ, thú vị bên ngoài cuộc sống. Họ dành nhiều thời gian vui chơi với bạn bè hơn là quan tâm đến gia đình. Bởi vậy, gia đạo đôi khi xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Nhưng khi đã trưởng thành, tuổi Giáp Tuất có cái nhìn chín chắn hơn, họ biết cách dĩ hòa vi quý, giữ gìn sự hòa hợp của các mối quan hệ trong gia đình. Công danh, sự nghiệp sẽ ổn định, tăng tiến hơn khi Giáp Tuất bước vào độ tuổi 27 trở đi. Bạn nên tận dụng khoảng thời gian này để phát triển công việc, khẳng định công việc và mở rộng quy mô công việc. Tuổi Hợp làm ăn. Để công việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi hơn, Giáp Tuất nên hợp tác làm ăn với các tuổi Tân Tỵ, Bính Tý, Mậu Dần, Ất Hợi. Đó là những tuổi hợp làm ăn sẽ giúp Giáp Tuất vượt qua mọi khó khăn, thử thách và gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, cuộc sống không phải luôn gặp được những người cùng năng lượng và đem lại cho mình những điều tốt đẹp. Đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những nhân khí xấu, ở những kẻ tiểu nhân hãm hại, những điều thị phi, tai ách do số mệnh tác động. Do đó, để tăng cường vận khí cát lành, chiêu đón quý nhân khí tốt đến với mình, hóa giải những vận xấu bao quanh, quý vị gia chủ nên thỉnh đeo vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình. Ở đây, tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam hợp Dần Ngọ Tuất. Vòng được làm từ một trong những loại gỗ quý hiếm nhất trong phong thủy để kỵ tà, đó chính là gỗ huyết long. Kết hợp với ba viên đá mã não màu đỏ có khắc hình linh vật tam hợp Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân dựa vào lực tam hợp của quý thần mang lại may mắn, tài lộc,
hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại sau lưng. Khi không còn điều xấu thì việc tốt đến với mình, từ đó tài lộc, hạnh phúc sẽ đến với mình. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tay tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trị lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với tuổi Nhâm Tý, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Mậu Dần, Ất Hợi, Bính Tý, không những được hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong mối quan hệ vợ chồng mà Giáp Tuất còn có cuộc sống sung sướng, giàu sang cả đời. Kết hôn với tuổi Mậu Thìn, Giáp Tuất, Canh Thìn, có đời sống tình cảm vô cùng phong phú, thuận lợi. Dù đôi lúc cuộc sống gặp phải khó khăn thử thách, nhưng may mắn nam mạng Giáp Tuất luôn có người bạn đồng hành bên cạnh chăm sóc, ủng hộ, giúp đỡ vượt qua mọi gian nan thử thách. Kết hôn với tuổi Tân Mùi, Quý Mùi, trong mối quan hệ vợ chồng dù hòa hợp đến mấy cũng khó có thể tránh khỏi những mâu thuẫn cãi vã. Điều quan trọng, Giáp Tuất cần phải biết cách dĩ hòa vi quý, nhường nhịn và chia sẻ với người bạn đời của mình nhiều hơn nữa để cuộc sống gia đình luôn luôn vui vẻ gắn kết. Ở độ tuổi 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, vận mệnh của nam mạng tuổi Giáp Tuất kém may mắn, không nên tiến hành những việc trọng đại trong cuộc đời như ăn hỏi, cưới xin. Tuổi Giáp Tuất là những người khéo trong cách giao tiếp, ứng xử và rất coi trọng chữ tín, vì vậy họ được nhiều người yêu quý, tin tưởng và theo đuổi. Sinh vào các tháng 2, 3, 6, 7, 8, 10 âm lịch, nam mạng Giáp Tuất sẽ có đời sống tình cảm phong phú, ít người có thể nắm bắt và thấu hiểu. Tuổi Đại Kỵ là những tuổi khi kết hợp sẽ không mang lại hiệu quả. Giáp Tuất xung khắc với tuổi Quý Dậu, Đinh Mão, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Ất Dậu, Tân Mão và Kỷ Sửu. Nếu như đã kết duyên hay hợp tác làm ăn với những tuổi Đại Kỵ này thì bạn cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần khéo léo hơn trong cách đối nhân xử thế, dĩ hòa vi quý, lắng nghe đối phương nhiều hơn để có thể tìm được tiếng nói chung trong mối quan hệ. Năm khó khăn nhất ở độ tuổi 18, 24, 27, 32, Giáp Tuất sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là trên con đường xây dựng, phát triển sự nghiệp. Trong thời gian này, làm việc gì cũng cần phải thận trọng, không nên quá tin tưởng vào người khác kẻo bị lợi dụng. Nếu vượt qua được giai đoạn gian khổ này, sự nghiệp của tuổi Giáp Tuất sẽ thăng tiến, lên nhanh như diều gặp gió. Bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ cho vận trình của mình. Sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chiêu tài là phúc hàng đầu của nhà Phật, được các bậc thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, khi tiến hành những công việc kế hoạch quan trọng, tuổi Giáp Tuất nên chọn giờ lẻ, ngày chẵn, tháng chẵn. Điều đó sẽ giúp công việc của bạn diễn ra suôn sẻ, thuận lợi hơn và chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Diễn biến từng năm. Từ năm 23 tuổi đến năm 28 tuổi, đây là khoảng thời gian có nhiều thăng trầm trong cuộc đời của Giáp Tuất. Vận mệnh lúc lên cao, lúc xuống thấp, chưa thực sự ổn định. Tuổi 23 bắt đầu tự thân lập nghiệp, tuy gặp phải nhiều khó khăn nhưng luôn được bạn bè, người thân ở bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ. Tuổi 24, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn, đạt được nhiều chiến công trong sự nghiệp. Nhưng đến 25, 26 tuổi, có một số khó khăn khiến cho công việc trục trặc, cần bình tĩnh, tỉnh táo để giải quyết. Tuổi 28 cần đề phòng sức khỏe, không nên chủ quan vào những căn bệnh nhỏ. Từ năm 29 tuổi đến năm 35 tuổi, được hưởng nhiều tài lộc, may mắn, con đường phát triển công danh sự nghiệp sáng lạn, rộng mở hơn,
có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân cũng như là trong những vị trí quan trọng. Ở giai đoạn này, tuổi Giáp Tuất cần tỉnh táo, nắm bắt thời cơ tốt thì công danh sẽ công thành danh toại như ý. Tuy nhiên ở tuổi 31, những người này không nên đi lại đường xa nếu không cần thiết để giữ an toàn cho bản thân. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, trong khoảng thời gian này, tuổi Giáp Tuất không gặp được nhiều may mắn về công danh, sự nghiệp mà đường tình duyên cũng vô cùng thuận lợi. Gia đình hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc, gắn bó khăng khít với nhau. Giáp Tuất cũng nên xây dựng nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn và mở rộng quy mô công việc của mình. Tuổi 40, công việc vẫn đang trên đà phát triển thịnh vượng, nhưng bạn cũng không nên quá chủ quan nếu không sẽ mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Từ 41 tuổi đến năm 45 tuổi, được hưởng cuộc sống an nhàn, hòa hợp, không có bất kỳ khó khăn nào xảy ra. Tuy nhiên tuổi Tuất nên dành nhiều thời gian để chăm lo cho cuộc sống của gia đình, đặc biệt là quan tâm đến người bạn đời bên cạnh. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, tài lộc dồi dào, xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định, công thành danh toại, được mọi người yêu quý, nể trọng. Tuy kiếm được rất nhiều tiền nhưng Giáp Tuất nên áp dụng chính sách tiết kiệm cho cuộc sống sau này. Như vậy, Phong Thủy Gia Cát vừa luận đoán xong tử vi chọn đời năm mạng tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Hy vọng những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát sẽ giúp quý vị gia chủ biết cách làm chủ vận mệnh của mình và đem lại những may mắn tốt lành trong cuộc sống. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc và vạn sự như ý quý vị nhé!